Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 4 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 4 Trang 115-116 bài quy đồng mẫu số các phân số Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 Quy đồng mẫu số các phân số A nhỏ Các em quy đồng mẫu số của hai phân số 5 phần 6 và 1 phần 4 thì việc quy đồng mẫu số của hai phân số 5 phần 6 và 1 phần 4 là như thế nào? Là các em tìm ra hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng 5 phần 6 và một phân số bằng 1 phần 4. Cụ thể, các bước để các em quy đồng mẫu số của các phân số như sau. Khi quy đồng mẫu số các phân số, ta có thể làm như sau lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất như vậy để quy đồng mẫu số của hai phân số 5 phần 6 và 1 phần 4 ở đây 5 phần 6 là phân số thứ nhất 1 phần 4 là phân số thứ hai như vậy ta có 5 phần 6 bằng các em lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất, tức là phân số 5 phần 6. Các em nhân với mẫu số của phân số thứ hai, tức là các em nhân với 4. Thì tử số là 5 x 4, mẫu số là 6 x 4. 5 x 4 bằng 20, 6 x 4 bằng 24. Như vậy 5 x 6 bằng 20 phần 24. Tiếp theo, các em quy đồng mẫu số của phân số 1 x 4, tức là phân số thứ hai. Các em nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất, tức là các em nhân với 6. Tử số là 1 x 6 và mẫu số là 4 x 6. 1 x 6 bằng 6, 4 x 6 bằng 24. Như vậy, 1 4 bằng 6 x 24. Ở đây các em đã quy đồng mẫu số của hai phân số, 5 6 và 1 4 trong đó 5 phần 6 bằng 20 phần 24 và 1 phần 4 bằng 6 phần 24. Hai phân số 20 phần 24 và 6 phần 24 là hai phân số có cùng mẫu số là 24. Ta gọi 24 là mẫu số chung của hai phân số 20 phần 24 và 6 phần 24. Tiếp theo, mời các em sang câu B. Câu B là các em quy đồng mẫu số của hai phân số 3 phần 5 và 3 phần 7. Đầu tiên các em quy đồng mẫu số của phân số 3 phần 5 bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số này với mẫu số của phân số 3 phần 7, tức là các em nhân với 7, tử số là 3 nhân 7 và mẫu số là 5 nhân 7. 3 nhân 7 bằng 21, 5 nhân 7 bằng 35, như vậy 3 phần 5 bằng 21 phần 35. Tiếp tục, các em quy đồng mẫu số của phân số 3 phần 7 bằng cách các em nhân cả tử và mẫu của phân số 3 phần 7 với mẫu số của phân số 3 phần 5, tức là các em nhân với 5, thì tử số là 3 x 5 và mẫu số là 7 x 5. 3 x 5 bằng 15, 7 x 5 bằng 35, như vậy 3 phần 7 bằng 15 phần 35. Lúc này các em có hai phân số, 21 phần 35 và 15 phần 35. Hai phân số này có cùng mẫu số là 35. Hai phân số này có cùng mẫu số là 35. 35 người ta gọi là mẫu số chung của hai phân số 21/35 và 15/35. Tiếp theo các em sang câu C, quy đồng mẫu số của hai phân số 9/8 và 8/9. Đầu tiên, các em quy đồng mẫu số của phân số 9/8 bằng cách nhân cả tử và mẫu với mẫu của phân số 8 phần 9 tức là các em nhân với 9 thì tử số là 9 x 9 mẫu số là 8 x 9 9 x 9 bằng 81 8 x 9 bằng 72 như vậy 9 phần 8 bằng 81 phần 72 Tiếp theo các em quy đồng mẫu số của phân số 8 phần 9 bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số này với mẫu số của phân số 9 phần 8 tức là các em nhân với 8 tử số là 8 x 8 và mẫu số là 9 x 8. 8 x 8 bằng 64, 9 x 8 bằng 72. Như vậy, 8 x 9 bằng 64 phần 72. Tiếp tục các em sang vào tập số 2, quy đồng mẫu số các phân số A nhỏ 7 x 5 và 8 phần 11. Đầu tiên, các em quy đồng mẫu số của phân số 7 x 5 bằng cách nhân cả tử và mẫu với mẫu số của phân số 8 x 11 tức là các em nhân với 11. Tử số là 7 x 11 và mẫu số là 5 x 11. 7 x 11 bằng 77. 5 x 11 bằng 55. Như vậy 7 x 5 bằng 77 phần 55. Tiếp theo các em quy đồng mẫu số của phân số 8 x 11. Bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số này với mẫu số của phân số 7 x 5. Tức là các em nhân với 5. Tử số là 8 x 5

Đầu tiên, các em quy đồng mẫu số của phân số 5 phần 12 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số. Với mẫu số của phân số 3 phần 8, tức là các em nhân với 8, tử số là 5 nhân 8 và mẫu số là 12 nhân 8. 5 nhân 8 bằng 40, 12 nhân 8 bằng 96. Như vậy, 5 phần 12 bằng 40 phần 96. Tiếp theo, các em quy đồng mẫu số của phân số 3 phần 8 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số của phân số 3/8 với mẫu số của phân số 5/12, tức là các em nhân với 12. Tử số là 3 nhân 12 và mẫu số là 8 nhân 12. 3 nhân 12 bằng 36. 8 nhân 12 bằng 96. 40 phần 96 và 36 phần 96 có mẫu số chung là 96. Tiếp theo các em sang câu C là 17 phần 10 và 9 phần 7. Đầu tiên, các em quy đồng mẫu số của phân số 17 phần 10. Bằng cách nhân cả tử và mẫu với mẫu số của phân số 9 phần 7, tức là các em nhân với 7. Tử số là 17 x 7 và mẫu số là 10 x 7. 17 x 7 bằng 119, 10 x 7 bằng 70. Như vậy 17 phần 10 bằng 119 phần 70. Tiếp theo, các em quy đồng mẫu số của phân số 9 phần 7 bằng cách nhân cả tử và mẫu với mẫu số của phân số 17 phần 10, tức là các em nhân với 10. Tử số là 9 x 10 và mẫu số là 7 x 10. 9 x 10 bằng 90, 7 x 10 bằng 70. Như vậy, 9 phần 7 bằng 90 phần 70. Thì như vậy, video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh Học Toán Online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Nếu có bài toán nào không hiểu hoặc chưa giải được thì các em có thể liên hệ với fanpage của kênh Học Toán Online trên Facebook theo đường link đặt ở phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.